Xin chào các bạn, mình không thể quay cái hình ảnh của mình đang đeo khẩu trang đứng trước thành phố Hạ Long thế này được. Bây giờ trời có đêm các bạn ạ, thì có thể là nó sẽ không được rất là nét khi mà so với ngắm ngày, nhưng mình sẽ giới thiệu các bạn đây là một cái nơi lấn biển của thành phố Hạ Long. Đấy, review các bạn cái nơi này tuyệt vời như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là trước mặt là thành phố đây. Đây có một cái tòa nhà uốn lượn đấy. Các bạn nhìn này, mình cũng chưa biết là cái gì. Vùng đất ngày xưa nó là chỉ là biển thôi. Ra bờ biển ngày xưa ấy, nó phải sát đến những ngôi nhà đằng bên kia, đằng trước kia, cách đây 20m. Nhưng mà đã lấn biển ra đến đây rồi. Đấy, vùng đất biển đây. Đấy, trên những quả núi nó đang ôm những cái đường neo lên núi. Đánh bây giờ mà thuê xuồng ra đấy là treo neo lên đến đỉnh núi luôn. Đấy, nếu sẽ có được cái trải nghiệm rất hay nếu mà được làm như vậy. Kìa có những con thuyền họ đang đi ra kia. Đấy, bắt một cầu cá đây. Đấy, bây giờ nó đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, mệt lắm các bạn. Đấy, nhưng con cá này bác không cho nước vào à? Cá này rất là hay nhé, nó có màu sắc sọc sọc này, ngang ngang này, cá buồn cười. Bây giờ đấy, cá nó cứ hay lắm, cá này chưa gặp bao giờ luôn. Bác vừa bảo nó là cái gì bác nhỉ? Cá ong. Thì nguyên mình đâu có những con cá này đâu. Chắc là về cho mèo ăn. Đây, cảnh này quá đẹp luôn các bạn. Cảnh đẹp chưa? Các bạn thấy này. Úi giời tuyệt vời. Hạ Long đẹp nhỉ. Đúng bầu trời đẹp nhá. Yên bình. Mình cứ đi để khám phá xem cái kia là cái gì mà thầy Tuấn này. Đi xa kia kìa, là hiện là hiếu thảo hô theo kia là cái gì chưa bật đèn, bảo hiểm bảo việt họ khắp nơi. Thực ra nếu như mà cứ một cái thành phố như này mà mọc được những cái chi nhánh của mình ở đây thì rất là tuyệt vời. Đấy, cái này nó để làm cái gì mà nó lại xanh xanh ở đây nhỉ? Sau mình chưa? Đấy cái tòa nhà đấy. Mình cố gắng bỏ khẩu trang ra để nhìn thấy cái tòa nhà này, ăn vào cảnh này. Rồi mình đấy. Đấy. Review các bạn. Đấy, review. Thấy không? Khu vực đáng sống này. Đây là khách sạn Moon nhá. Đây các bạn nhìn là từ nhà tắm trước, khách sạn Moon tuyệt vời nhá. Đấy. Kính không? Kính hết, đúng không? Ngày xưa làm cái kính này rất là thông minh, ngày xưa nó cứ xây tường là rất là dở. Làm này không gian rộng nhìn thoáng. Ô đây có máy sấy nhá, tiện nghi luôn này. Đấy, đây là khu tái định cư. Hồng hò cái gì đấy, quên mất rồi. Tái định cư gì? Tái định cư cái gì nhỉ? Phòng giường. Đấy, sạch sẽ chưa? Gọn gàng chưa? Này đạt 3 sao nhỉ. Đây là Moon. Các bạn nhìn này, biển quảng cáo này. M này, O O N này. Đấy, Moon Hotel. Mặt trăng. Đấy bạn nhìn. Cái này nó mới mà thoáng, mới. Ở đây là mới. Đây là mới hết. Đấy. Ngăn tủ giường ghế. Xịn đấy. Cao này mà, để mua cao đấy mà. Nhìn chưa? Để sẵn nước trong cái tủ kia uống tính tiền không nhỉ? 350 thôi, một đêm, quá rẻ. 350 thôi. Mới chứ, ở đây nó có cái gì? Camera. Hàng báo động, báo cháy thì nó cái gì đấy? Đây này, cái này nó cắn cái gì ở cửa này? À đây. Ui giời, đúng chất một năm sao đã. Nhìn được ở ngoài xem là ai. Sợ là kìa. Kiếp. Vũ sĩ nét nhỉ. Đầu tư cái này mà ở đất Hạ Long các bạn. Quá tuyệt vời. Mất mình lại không lấy cái chống rung rồi các bạn ạ. Rồi, thì review các bạn cái cơm thạch xanh nhé. Các bạn cố gắng nhìn nhé. Đấy, cơm thạch xanh. Đây là trung tâm nghệ thuật Sky trước.
bên cạnh nó sẽ là cơm thạch xanh. Cơm thạch xanh nhé. Chỉ 30.000 thôi nhưng mà không gian đây rất rộng. Và là 3 tầng luôn, 3 tầng để ăn cơm. 3 tầng ăn cơm nhé. Đấy, nên ăn đến tầng 3 luôn. Và có điều hòa đầy đủ, sạch sẽ. Review các bạn đây. Khu vực rửa tay và tặng khẩu trang miễn phí cho khách nào còn có khẩu trang nhé. Đấy, phở ly tông đây. Đấy, anh nhìn thấy phải, anh nhìn thấy phải phở ly tông thôi. Rửa tay sát khuẩn, rửa tay sát khuẩn. Lý thông, phở lý thông. Đấy, các bạn nhìn thấy phở lý thông nhá. Bên cạnh là cơm sạch, cơm thạch xanh. Đấy, thì như các bạn đồ ăn thì vô vàn luôn. Đấy. 30-40 nghìn một suất thôi. Các bạn ăn nhiều lắm thì hết 50 luôn. Mà không ra sạch chưa? Cầm dậy. Đấy. Đấy, cơm từ đấy, tất cả là tự phục vụ. Tự phục vụ nhá. Đấy. Lại phải lên tầng 2. Đúng rồi. Đúng rồi. Chào gạo cố thì đi về chứ. Ngon chưa? Sai, có thang máy nhá. Có thang máy lên tầng 3. À, tầng 2. Ơi, cơm đây. Mát đấy, lên tầng 2 là mát lắm. Đây là quán ăn sạch xanh nhá. Sạch xanh ấy. Quán sang trọng như 5 sao mà giá lại rất bình dân. Đấy, rộng. Rau nhiều cà chua tốt. Nước rau tuyệt vời đấy. Nước rau tuyệt vời. Đây, em đây đi. Tuyệt vời, nước rau. Ngon chưa? Sạch sẽ. Đấy, quá sạch luôn. Sạch sẽ. Quay món ăn thôi. Quay bia thôi. Chào nhá. Quay không quay mặt. Sạch sẽ. Thì không gian quá sạch luôn. Mới ở đây mới mà. Tuần Châu nhá, ở đây thì là cái cuối cùng của Tuần Châu khi mà họ lật biển đến đây. Thì xin video các bạn một ít bởi vì là thời kỳ này nó đang Covid nó không đủ người. Thì xin video một ít để cho các bạn thấy cảnh Tuần Châu đẹp như thế nào. Đi từ Hà Long ra Tuần Châu. Đấy. Rộng chưa? Đấy, tuyệt vời lắm. Mình đã đi hơn 10 cây số rồi từ đầu mặt đường qua trên đường. Mình đi là khoảng 10 cây. Nếu mà mày nào đó các bạn đi thì bạn có thể tự cân nhắc, tự căn đồng hồ nhé. Bạn lái xe mình đây không có mấy. Rất đẹp luôn. Thấy rất tuyệt vời chưa? Xây họ đang bắt đầu làm. Đấy các bạn nhìn Tuần Châu này, họ đang làm những cái căn nhà mà cứ coi như là đấy, các bạn nhìn chưa, Tuần Châu đấy, nhà cửa này. Đấy, tất cả chưa có ai ở đâu, mà Covid thì cũng chưa ai ra đây chơi cả, cho nên là các bạn thấy toàn dự án là dự án. Đấy. Mình đi nó phải qua đến là 2.000 ngôi nhà như thế này, dự án. Đấy. Đây này, có cái căn biệt lập này mà chưa ai ở đây. Đấy, các bạn có tiền ra đây mua nhá. Các bạn có tiền ra đây mua. Đấy, rất là coi như là. Đấy. Làm gì cũng phần nào phần chơi các anh chị em ơi. Đây là vịnh Hạ Long. Rất là đẹp.